Chào mừng các bạn đã đến với Anh Channel. Xin chào các chị và các bạn. Hôm nay cho mình có một vị trứng có hình các vàng công chúa. Ở đây chúng ta có công chúa Belle màu vàng, chúng ta có công chúa Elsa màu xanh, và chúng ta có Rapunzel màu tím, và Snow White cũng màu xanh như mưa. Bây giờ cho mình sẽ bắt đầu mở ra nha. Bây giờ Chama sẽ mở bảng công chúa Bé của chúng ta. Bạn ấy đang cầm một bông hoa hồng rất là xinh đẹp. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow, rất là cứng luôn. Bây giờ Chama sẽ mở cái phần này trước nha. Một cái kẹp con bướm màu xanh. Và trong anh có một cái nhựa. Và đây, trong anh cũng không biết đây là gì nữa. Bây giờ trong anh sẽ mở ra và xem nha. Mình thấy mấy cái viên bánh này là kẹo xúc đẹp và ngon luôn. Loại sô cô la này cho mình thích nhất luôn đó. Bây giờ cho mình sẽ bắt đầu ăn miếng nha. Sô cô la này ngon quá. Bây giờ cho mình sẽ mở trứng thứ hai, đó là trứng Elsa màu xanh ngọc. Ở trên tóc của bạn ấy có cài một cái bông tuyết nữa nè, màu tím. Bây giờ Gemma sẽ bắt đầu mở ra nha. Bây giờ Gemma sẽ mở cái bên này trước nha. Wow, đây là một cái kẹp hình trái tim màu hồng, Gemma rất là thích. Và đây chúng ta có một cái muỗng để ăn sô cô la. Tiếp theo chúng ta sẽ mở trứng thứ ba, đó là trứng Rapunzel. Và trên tóc bạn ấy cứ cài một cái vương miệng nè. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra bề này trước. Cái gì đấy? Đây là một cái lựu. Có thể biến thành một cái kẹp tóc luôn. Wow, thật là đẹp. Dễ thương nữa. Ở đây chúng ta có một cái muỗng. Và trứng thứ 4, Gemma sẽ mở, đó là trứng bạch tuyết. Bây giờ Gemma sẽ mở ra nha. Bây giờ cho mình sẽ mở ra nha. Wow, chúng ta có một cái kẹp bướm màu hồng rất là đẹp. Tiếp theo cho mình sẽ mở trứng Snow White nữa nha. Bây giờ cho mình sẽ mở ra. Một cái dao đủ màu sắc hết, cho mình rất là thích. Bây giờ cho mình sẽ mở trứng Elsa này ra nha. Bây giờ cho mình sẽ mở ra. Đây là một cái kẹp màu cam có hình một cái hoa nè. Mà sẽ mở trứng Rapunzel nha. Rất là cứng, để cho mình mở ra. Bây giờ cho mình mở ra. Wow,
một chiếc nhẫn hình một quả táo đỏ. Trứng hình công chúa Belle. Bây giờ cho mang cũng phải mở ra luôn. Chúng ta có một cái kẹp màu cam. Và tiếp theo là trứng Rapunzel. Hình hoa rất là xinh đẹp. Và tiếp theo là trứng beo đi. Wow, chúng ta cũng có một cái kẹo màu hồng. Nhưng mà lần này là bông hoa. Và tiếp theo các bạn sẽ mở trứng Elsa. Mình không biết trong đây là gì nữa đây. Chúng ta có hai chiếc kẹp màu đỏ một hai trái tim. Và trứng cuối cùng đó là trứng Snow White. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Vậy là chúng ta có hai cây kẹp giống nhau. Vậy là Trâm Anh đã hết trứng công chúa rồi. Wow, chúng ta có rất là nhiều đồ chơi. Để Trâm Anh đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.